Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 9, tại huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Bình thôi tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quan Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Cao Văn Cường thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2016-2021 để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Văn Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: đồng chí Nguyễn Văn Bình là cán bộ giàu kinh nghiệm, có 23 năm gắn bó với miền núi phía Tây của tỉnh, hơn 5 năm giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của huyện Quan Sơn, một huyện có điều kiện khá tương đồng với Mường Lát. Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Bình sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Mường Lát thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa huyện Mường Lát ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Mường Lát giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Văn Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết là giới thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân dân huyện bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Cao Văn Cường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: sau hơn 7 năm công tác tại huyện Mường Lát, từ một cán bộ trẻ, đồng chí Cao Văn Cường đã phấn đấu trưởng thành, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của huyện. Việc điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nỗ lực phấn đấu và những thành tích đóng góp của cá nhân đồng chí Cao Văn Cường, đồng thời là sự đánh giá đối với phong trào cách mạng của huyện Mường Lát trong những năm vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: trên cương vị công tác mới, đồng chí Cao Văn Cường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Cao Văn Cường cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng phân công nhiệm vụ mới cho các đồng chí, đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đóng góp cho sự phát triển của huyện Mường Lát và của ngành nông nghiệp Thanh Hóa trong những năm tới. Hôm qua tại Sở Xây dựng và Thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng và Thị xã Bỉm Sơn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Trịnh Tuấn Thành thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thị xã Bỉm Sơn bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. Tại thị xã Bỉm Sơn, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc đồng chí Bùi Huy Hùng, nguyên Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trao quyết định, thông báo, tặng hoa và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Trịnh Tuấn Thành và đồng chí Bùi Huy Hùng trong thời gian qua. Đối với đồng chí Bùi Huy Hùng là người luôn biết phát huy năng lực sở trường, sáng tạo, góp phần quan trọng đưa thị xã Bỉm Sơn ngày một phát triển. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trịnh Tuấn Thành, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác cùng với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường, đồng chí Trịnh Tuấn Thành sẽ dồn hết tâm huyết, trí tuệ, khiêm tốn, cầu thị, học hỏi các đồng chí đi trước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy,
phát huy truyền thống đoàn kết của thị xã để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Trịnh Tuấn Thành sẽ sớm tiếp cận và bắt tay vào công việc, triển khai nhanh và có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành, cán bộ chủ chốt thị xã Bỉm Sơn tạo điều kiện để đồng chí Trịnh Tuấn Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của thị xã Bỉm Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Thành và đồng chí Bùi Huy Hùng đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời xác định trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị về việc xem xét, đề xuất điều chuyển vốn một số dự án giao thông, văn hóa, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư của các dự án. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 4 dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa trên địa bàn tỉnh được chủ đầu tư xác định là không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2020. Thứ nhất là dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung giai đoạn 2. Thứ hai, dự án tôn tạo khu di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Hai dự án này đều do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Thứ ba, dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân. Các hạng mục do Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư. Thứ tư là dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu y tế Nghi Sơn. Các hạng mục do Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tổng kế hoạch vốn của 4 dự án xác định không có khả năng giải ngân hết trong năm 2020 là trên 61,6 tỷ đồng. Nguyên nhân không thể giải ngân hết số vốn của các dự án nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó có ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của các dự án khác, phát sinh các thủ tục cần xin ý kiến của các bộ ngành trung ương, đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, nhất là các dự án văn hóa bị chậm, sự phối hợp giữa các ban ngành của tỉnh trong giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, khó khăn trong giải phóng mặt bằng do chưa đầu tư được các khu tái định cư. Căn cứ đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các chủ đầu tư, các quy định hiện hành và tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ của 3 dự án với tổng số vốn trên 26,2 tỷ đồng. Điều chỉnh kế hoạch vốn của một dự án để bố trí cho dự án khác với tổng số vốn 35,4 tỷ đồng. Trên cơ sở ý kiến của các chủ đầu tư, các địa phương và các ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất với đề xuất điều chuyển phần vốn không giải ngân được của 4 dự án, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn trong nội bộ đối với 3 dự án để các chủ đầu tư thực hiện, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Đối với việc điều chuyển vốn sang dự án khác do Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, cần chuẩn bị ngay các thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng lưu ý Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần quan tâm hơn đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án văn hóa, đặc biệt là kiểm soát tiến độ chuẩn bị dự án của đơn vị tư vấn. Yêu cầu thành phố Thanh Hóa tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu y tế Nghi Sơn trong thời gian tới. Cũng trong chiều qua ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc tuyến đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa đi cảng hàng không Thọ Xuân. Dự án tuyến đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa đi cảng hàng không Thọ Xuân có chiều dài trên 34 km, đầu tư nâng cấp đường hiện trạng, đảm bảo quy mô chiều rộng nền đường từ 41 đến 43 m. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án bao gồm: dự án từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu y tế Nghi Sơn có chiều dài 11,2 km. Giai đoạn 1 dự án này đã khởi công từ tháng 5 năm 2019. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao cho dự án là 10,1 km. Giá trị xây lắp đạt khoảng 65%, đảm bảo tiến độ và có thể hoàn thành vào tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng đề nghị thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và huyện Triệu Sơn cần khẩn trương bàn giao mặt bằng đối với 1,1 km còn lại để triển khai giai đoạn 2 của dự án. Đối với đoạn từ cầu Nò Hèn đến đường tỉnh 514 có chiều dài 12,2 km và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân có chiều dài 11 km, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, đang hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng công trình. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang cùng với các địa phương tập hợp tài liệu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa.
Để đảm bảo tiến độ và kế hoạch khởi công dự án, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các địa phương bồi thường, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để bàn giao cho nhà thầu thi công, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, bố trí vốn cho hai dự án đủ để thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, dự án đường từ thành phố Thanh Hóa đi cảng hàng không Thọ Xuân là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đến các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các địa phương và chủ đầu tư đã tích cực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đoạn từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu y tế Nghi Sơn đạt tiến độ. Để dự án hoàn thành vào tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và huyện Triệu Sơn giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng còn lại để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện dự án năm 2021 và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị để khởi công hai dự án còn lại. Chiều qua ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động du lịch 8 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. 8 tháng năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Toàn tỉnh đón được hơn 6 triệu lượt khách, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 53,6% kế hoạch năm 2020. Tổng thu dịch vụ ước đạt hơn 7.498 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế yếu kém trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn 8 tháng đầu năm, đề ra mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào triển khai đồng bộ các giải pháp về thu hút đầu tư, triển khai dự án, tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa. Đánh giá cao những nỗ lực của ngành du lịch Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh nhấn mạnh, để phát huy hết tiềm năng lợi thế của tỉnh Thanh Hóa, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định tầm nhìn tổng thể cho du lịch trong thời gian tới, theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách, vừa đảm bảo tính đa dạng và bền vững của các sản phẩm du lịch. Đồng thời xây dựng tour tuyến du lịch mang tính kết nối cao giữa Thanh Hóa và các địa phương khác trong cả nước và giữa Thanh Hóa với nước ngoài. Để làm được điều này, các sở ban ngành có liên quan và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện các chương trình phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các chương trình liên quan đến hoàn thiện hạ tầng khu du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và danh mục các đề án dự án phát triển du lịch năm 2021. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tại Thanh Hóa có gần 800 đại biểu tham dự hội nghị tại một điểm cầu cấp tỉnh và 27 điểm cầu cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt tập huấn các nội dung quan trọng như hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, gợi ý chương trình đại hội và đề cương báo cáo kết quả đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị cũng quán triệt thông báo kết luận 160 ngày 15 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 62 ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 22 ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng thời quán triệt chiến lược phát triển tổ chức hội và kế hoạch triển khai. Đại hội đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra của các tỉnh, thành, đơn vị về tổ chức đại hội. Trong đó tập trung vào ba nội dung chính là hướng dẫn công tác nhân sự đại hội, đề cương báo cáo chính trị, đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ hội. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở, các xã biên giới của huyện Mường Lát. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh và huyện Mường Lát.
Gần 100 cán bộ cơ sở thuộc các xã thị trấn giáp biên trên địa bàn huyện Mường Lát đã được các báo cáo viên phổ biến truyền đạt 3 chuyên đề gồm tình hình dân tộc và công tác dân tộc, một số nội dung về công tác tôn giáo, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới của huyện Mường Lát trong tình hình hiện nay. Thông qua các chuyên đề nhằm cập nhật bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận, tạo sự chuyển biến về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tại các địa bàn biên giới, từ đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giúp đỡ nhau cùng phát triển của nhân dân khu vực biên giới Việt Nam và Lào. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 42 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao OCOP cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm được đề xuất Trung ương xếp hạng 5 sao. Những sản phẩm được công nhận OCOP đã tạo cơ hội tốt cho các nông sản vùng miền trong tỉnh tiếp cận với thị trường dễ dàng hơn, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Thay vì chỉ tiêu thụ trong tỉnh như trước đây, sau khi được công nhận đạt 3 sao sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa năm 2019, hai sản phẩm là mật ong bốn mùa và chè Bình Sơn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn đã mở rộng thị trường tiêu thụ lên 12 tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn tăng thêm 15% so với khi chưa được công nhận sản phẩm OCOP, duy trì việc làm ổn định cho gần 200 thành viên trong Hợp tác xã. Khi tham gia chương trình OCOP thì theo được các cái hướng dẫn và các cái của các sở ban ngành từ cấp huyện đến tỉnh, sở nông nghiệp thì phần điều phối thì ta hoàn thiện từ các cái kiểm định chất lượng đến đưa các cái chất lượng của sản phẩm của mình là tốt hơn. Thứ hai nữa là các cái mẫu mã hoàn thiện hơn từ các cái mã vạch cho đến các cái chi tiết như trong các cái mẫu mã bao bì sao hoàn thiện hơn và để ra thị trường để đáp ứng được với những người tiêu dùng. Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đều đang khẳng định được thương hiệu và phát triển khá tốt. Trong đó, các chủ thể sản xuất đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, các sản phẩm OCOP đã được đưa vào giới thiệu và bán ở hệ thống các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch siêu thị. Qua đó, dễ tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sau khi mà mình đạt được cái sản phẩm OCOP thì mình thấy là mình có một cái uy tín của cái sản phẩm đấy, mình bán hàng cho khách trong nước và ngoài nước, người ta cảm nhận được là cái sản phẩm đấy là một cái sản phẩm gọi như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và uy tín chất lượng thì mình thấy bán nó còn tăng thêm hơn những cái mấy năm trước. Được công nhận sản phẩm OCOP thì nó có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là mình chiếm được cái niềm tin của khách hàng. Bởi vì là khách hàng đã thông qua chương trình OCOP thì khách hàng hiểu được rằng là sản phẩm OCOP là sản phẩm của địa phương, của niềm tự hào của mỗi miền quê. Và sản phẩm OCOP đã được kiểm định, đã được chứng nhận về chất lượng. Và qua đó thì sản phẩm của mình vươn xa hơn. Hiện giờ thì mình đã có được nhiều đại lý ở tỉnh ngoài hơn xưa rất là nhiều. Chương trình OCOP đã và đang giúp cho các cá nhân, hợp tác xã, hộ gia đình phát huy tính sáng tạo trong quá trình sản xuất, làm bệ đỡ cho các sản phẩm nông nghiệp vươn xa hơn so với thị trường truyền thống. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ khuyến khích của chính phủ, chính quyền địa phương và các đơn vị, chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh đang chủ động, tích cực tham gia xây dựng phát triển sản phẩm OCOP. Thanh Hóa phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có thêm 28 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Thời điểm này đang là cao điểm của mùa dịch bệnh sốt xuất huyết. Tại tỉnh Thanh Hóa, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trong hơn một tháng trở lại đây. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh mắc sốt xuất huyết, tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về sốt xuất huyết để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Tuần qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của huyện Nga Sơn đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở thôn 3, xã Nga Trung. Bệnh nhân nhập viện ngày 4 tháng 9 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, sau đó phải chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bệnh diễn tiến nặng. Xác định đây là trường hợp mắc sốt xuất huyết nội địa, bệnh nhân không đi khỏi địa phương trong vòng 14 ngày trước khi phát hiện, nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nga Sơn triển khai nhanh các giải pháp khoanh vùng, bao vây, xử lý môi trường, phun thuốc diệt muỗi, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Ngoài trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại xã Nga Trung, ngày 8 tháng 9, huyện Nga Sơn đã giám sát thêm một trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết tại xã Nga Giáp. Trường hợp này
cũng không đi đâu ra khỏi địa phương. Có test nhanh dương tính. Trung tâm y tế cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo huyện là chỉ đạo đến tất cả các cái ban chỉ đạo các xã, và đặc biệt là trung tâm y tế đối với các trạm y tế là tăng cường cái công tác giám sát, cái công tác tuyên truyền cho người dân về phòng công tác phòng chống sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 71 xã thuộc 22 huyện trong tỉnh, trong đó có 6 ca bệnh nội địa và 73 ca bệnh ngoại lai. Tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay đã có 44 ca mắc sốt xuất huyết. Theo chu kỳ, đỉnh dịch sốt xuất huyết thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Hiện tại thì đang có 5 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới của chúng tôi. Có một số bệnh nhân có biểu hiện diễn biến nặng, có biểu hiện giảm tiểu cầu nhiều, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, rối loạn kinh nguyệt, và có một số bệnh nhân thì cái số lượng tiểu cầu nó đã xuống sâu và chúng tôi đã phải tiến hành truyền tiểu cầu. Khuyến cáo với tất cả mọi người dân có các biện pháp dự phòng để không bị sốt xuất huyết. Đấy là phải khai thoáng môi trường, thông thoáng, diệt muỗi, diệt bọ gậy, rồi nằm màn. Qua kiểm tra giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các địa phương có tình hình dịch sốt xuất huyết phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đều ghi nhận chỉ số côn trùng truyền bệnh cao, vượt ngưỡng cảnh báo. Nguyên nhân là do các địa phương còn chủ quan, chưa quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hạn chế này cần được khẩn trương khắc phục để dịch sốt xuất huyết không bùng phát, lây lan. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, tất cả học sinh trên 6 tuổi khi ngồi trên mô tô, xe máy, lưu thông trên đường đều phải đội mũ bảo hiểm, nếu không sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, tình trạng học sinh tiểu học không đội mũ bảo hiểm đang diễn ra rất phổ biến, hoặc có đội mũ chỉ là mang tính chất đối phó từ phía phụ huynh. Trường tiểu học Điện Biên 1 vào buổi sáng có thể nhận thấy hầu hết học sinh đều đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy đến trường. Tuy nhiên, vào buổi chiều tan tầm thì ngược lại, rất nhiều phụ huynh không đội mũ cho con khi đi xe máy. Thậm chí có người còn chở 2-3 trẻ nhưng đều không đội mũ bảo hiểm. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Lý do chính là vào mỗi buổi sáng đến trường, trước cổng trường đều có đội cờ đỏ đứng theo dõi những bạn không đội mũ bảo hiểm để báo về lớp đánh giá xếp lại. Còn buổi chiều không theo dõi nên tình trạng đội mũ bảo hiểm cho trẻ rất thờ ơ và gần như không được thực hiện. Từ thực tế này có thể thấy việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ chỉ mang tính chất đối phó từ chính các bậc phụ huynh. Buổi sáng bố cháu đèo đi rồi là bố cháu để xe của bố cháu, em đi làm buổi chiều về thì em đón cháu luôn. Em quên. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi mô tô, xe gắn máy đang diễn ra tại hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Học sinh không đội mũ nhiều hơn số đội mũ. Mũ bảo hiểm thì được thay thế bằng những chiếc mũ vải thời trang hay để đầu trần. Trong khi tất cả phụ huynh thì đều đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh này cho ta thấy sự thiếu trách nhiệm của chính phụ huynh đối với con em mình. Với nhiều người, việc đội mũ bảo hiểm không phải để bảo vệ cho bản thân mà chỉ là để đối phó. Và khi mà công tác xử phạt trẻ em không đội mũ bảo hiểm chưa được thực hiện thường xuyên, thì việc đội mũ bảo hiểm cho con em có lẽ đối với nhiều người là không cần thiết. Có, em đang để trong cốp. Rõ ràng trong khi bản thân các em nhỏ còn chưa nhận thức, tự chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình, chính các bậc phụ huynh lại vô tình tạo cho con em mình những thói quen không tốt về sự thiếu ý thức chấp hành luật từ việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Do đó, các bậc phụ huynh cần thay đổi nhận thức và luôn phải là tấm gương cho trẻ trong việc tự giác chấp hành pháp luật. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức ra mắt Chi hội Nông dân Nghề nghiệp Tiến Nông. Đây là Chi hội Nông dân Nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh được thành lập trong doanh nghiệp. Chi hội Nông dân Nghề nghiệp Tiến Nông được thành lập với 20 thành viên hội viên nông dân hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có cùng chí hướng, cùng ngành nghề và nhiệt huyết tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chi hội Nông dân Nghề nghiệp Tiến Nông ra đời làm cầu nối giữa doanh nghiệp Tiến Nông với các tổ chức hội nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, kết nối cung cầu, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.